Xin chào các bạn học sinh lớp 9. Trong các giờ trước thì thầy giáo hướng dẫn chúng ta các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc 2. Hôm nay thầy hướng dẫn chúng ta giải các bài tập liên quan đến các nội dung này. Thế giờ trước có các kiến thức chúng ta cần nhớ là gì? Là khử mẫu biểu thức lấy căn. Thì chúng ta muốn khử mẫu ở biểu thức lấy căn, chúng ta phải nhân cả tử và mẫu với một số thích hợp. Còn muốn chụp căn thức mẫu thì chúng ta có 3 cách. Cách nhất là nhân cả tử và mẫu với một số thích hợp. Cách thứ hai, nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu. Và cách thứ ba, đó là phân tích tử và mẫu thành nhân tử để rút gọn. Thì trong tiết học này chúng ta sẽ vận dụng những cái nội dung đó để làm cách hợp lý giải các bài tập này. Bài 51. Phần A. 3 trên căn 3 cộng 1. Thì ở đây là chụp căn thức ở mẫu. Theo cái đề bài chung ở trong bài 50 và 51 nhé. 52 thì đều là chụp căn thức ở mẫu. Thì ở mẫu đây có dạng tổng. Vậy chúng ta nghĩ đến việc đó là nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu. Ta sẽ nhân cả tử mẫu với căn 3 trừ 1. Từ đây sẽ được bằng 3 nhân với căn 3 trừ 1. Dưới mẫu của chúng ta sẽ là căn 3 tất cả bình tức là bằng 3 trừ 1 bình là bằng 1. Từ đó sẽ được 3 nhân với căn 3 trừ 1 chia cho 2. B là 2 trên căn 3 trừ 1 bằng 2 chúng ta nhân với căn 3 cộng 1. Tức là biểu thức liên hợp của mẫu đấy. Căn 3 trừ 1 nhân với căn 3 cộng 1 sẽ bằng 2 nhân với căn 3 cộng 1 chia cho 3 trừ 1 giống như trên. 3 trừ 1 bằng 2 vậy rút gọn hết, nó sẽ còn căn 3 cộng 1. Biểu thức C 2 cộng căn 3 chia cho 2 trừ căn 3. Thì dễ dàng thấy biểu thức này chúng ta sẽ nhân cả tử mẫu biểu thức liên hợp của mẫu, đó là 2 trừ căn 3 thì nhân với 2 cộng căn 3. Đây là 2 cộng căn 3. Cũng nhân tiếp với 2 cộng căn 3. Thì chúng ta có thể viết như này hoặc là viết thành 2 cộng căn 3 tất cả bình cũng được. Thì nó gọn hơn. Từ đây chúng ta sẽ nhân ra được bằng bao nhiêu? Nếu đã nhân như này để như dạng này thì chúng ta phải nhân 2 nhân 2 bằng 4. Cộng với 2 căn 3, cộng với 2 căn 3, cộng với 3, chia cho 2 bình phương bằng 4, căn 3 tất cả bình phương bằng 3, vậy bằng 4 trừ 3. Và thu gọn sẽ được kết quả là bao nhiêu? Chính là bằng 4 cộng 3 bằng 7 này, sẽ bằng 7 cộng với 2 căn 3 cộng 2 căn 3 bằng 4 căn 3. Phần D, B trên 3 cộng căn B, thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 3 trừ căn B là biểu thức liên hợp của mẫu. Từ đây sẽ được B nhân 3 trừ căn B. Mẫu sẽ là 3 bình phương trừ căn B tất cả bình, tức là bằng 9 trừ đi B. Phần E, P trên 2 căn P trừ 1 bằng chúng ta sẽ nhân cả tử mẫu biểu thức liên hợp mẫu là 2 căn P cộng 1 chia cho 2 căn P trừ 1 nhân với 2 căn P cộng 1 bằng P nhân với 2 căn P cộng 1. Dưới mẫu sẽ là 2 căn P tất cả bình, vậy sẽ bằng 4P trừ đi 1 bình là 1. Bài 52. Phần A. Thì ở dưới mẫu là căn 6 trừ căn 5 thì đương nhiên phải nhân liên hợp rồi. Cái này chúng ta không cần bàn cãi. Sẽ nhân với căn 6 cộng với căn 5. Chia cho căn 6 cộng căn 5 là trừ căn 5. Nhân với căn 6 cộng căn 5. Sẽ được
bằng 2 nhân căn 6 cộng căn 5 chia cho căn 6 tất cả bình, tức là bằng 6 trừ căn 5 tất cả bình là bằng 5. Từ đó mình có thể nhân ra thành 2 căn 6 cộng với 2 căn 5. Phần B, 3 trên căn 10 cộng căn 7. Vậy thì chúng ta sẽ nhân với 3 nhân với căn 10 trừ đi căn 7 chia cho căn 10 cộng căn 7 nhân với căn 10 trừ căn 7 sẽ bằng, chúng ta đừng nhân ra vội nhé, ta để nguyên là 3 nhân căn 10 trừ căn 7 trên mẫu chính là bằng căn 10 tất cả bình trừ căn 7 tất cả bình, như vậy bằng 10 trừ 7. 10 trừ 7 thì bằng 3, như vậy rút gọn cho 3 trên tử, còn căn 10 trừ đi căn 7. Phần C, 1 trên căn x trừ căn y. Vậy chúng ta sẽ nhân cả tử mẫu với căn x cộng căn y vậy sẽ được căn x cộng căn y chia cho x trừ y. Phần D, 2ab trên căn a trừ căn b. Vậy chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với niên hợp của mẫu chính là căn a cộng căn b vậy sẽ bằng 2ab nhân với căn a cộng căn b. Dưới mẫu chính là căn a tất cả bình trừ căn b tất cả bình, tức là a trừ b. Phần luyện tập bài số 53, rút gọn các biểu thức sau. Thì đối với phần luyện tập này thì chúng ta phải sử dụng linh hoạt 4 phép biến đổi chúng ta đã học, đó là đưa thừa số vào trong dấu căn, đưa thừa số ra ngoài dấu căn, khử mẫu biểu thức căn và trục các thừa mẫu. Ở đây đề bài ta cho là giả thiết các biểu thức đều có nghĩa rồi, vậy ta cứ thế thực hiện thôi. Ta thấy 18 thì tách được thành 9 nhân với 2. Như vậy ở phần A sẽ bằng là 9 nhân với 2 nhân với căn 2 trừ căn 3 tất cả bình. Từ đây chúng ta sẽ đưa các thành phần ra bên ngoài dấu căn. 9 đưa ra ngoài là được 3 này. 2 không đưa ra ngoài giữ nguyên này bằng căn 2 này. Căn 2 trừ căn 3 tất cả bình đưa ra ngoài thì sẽ bằng trị đố của căn 2 trừ căn 3. Đến đây chúng ta cần xét điều kiện xem là cái phần trong trị đố là âm hay dương, thì dễ dàng thấy nó âm rồi, vậy ta đặt dấu âm ra ngoài sẽ được 3 căn 2 nhân với căn 2 trừ căn 3. Hoặc có bạn không đặt dấu âm cũng được, thì chúng ta để nguyên và chúng ta viết thành là căn 3 trừ căn 2 thì cũng như vậy. Từ đó chúng ta nhân ra thành trừ 6 cộng với 3 căn 6. Phần B, AB nhân 1 cộng 1 trên A bình B bình. Đầu tiên chúng ta phải thực hiện cái phần trong căn đã quy đồng lên, sẽ được là A bình B bình cộng với 1 trên A bình B bình. Theo quy tắc khai phương một thương, chúng ta sẽ đưa được thành cái gì? Sẽ bằng là AB nhân với căn của A bình B bình cộng 1 chia cho giá trị đối của AB. Đến đây thì chúng ta sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường nhất là nếu như AB mà lớn không thì sao? Chúng ta đặt cho biểu thức này là biểu thức A đi. Thì lúc đó biểu thức A của chúng ta sẽ bằng cái gì? Bằng là AB nhân với căn của A bình B bình cộng 1 chia cho AB. Rút gọn đi sẽ được là bằng căn của A bình B bình cộng 1. Trường thứ hai, nếu như AB mà nhỏ hơn 0 thì sao? Lúc này biểu thức A chúng ta sẽ bằng AB nhân với căn của A bình B bình cộng 1
chia cho âm AB và sẽ được kết quả là âm căn của A bình B bình cộng với 1. Phần C, căn của A trên B3 cộng A trên B4. Vậy đầu tiên chúng ta phải thực hiện quy đồng đã. Mẫu chung của chúng ta chọn sẽ là B mũ 4. B4 chia B3 bằng B. Như vậy, nhân tử phụ của phân số nhất là B bằng này. Tiếp theo sẽ bằng là căn của AB cộng với B trên B mũ 4 thì chúng ta viết thành gì? Bằng căn của B bình tất cả bình phương. Vậy sẽ bằng căn của AB cộng B à cộng A. Chỗ này viết thầy giáo viết nhầm nhé. Cộng A này. Chia cho trị đối của B bình. Nhưng ta thấy là B bình luôn luôn dương rồi. Vậy ta được căn của AB cộng với A chia cho B bình. Phần D thì chúng ta phải chụp căn thức ở mẫu. Thì chúng ta có 3 phương pháp chính như giáo viên nêu. Đó là nhân cả tử mẫu với một số thích hợp. Thứ hai là nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu. Và thứ ba là phân tích tử mẫu thành nhân tử. Thì trong bài này chúng ta phân tích tử mẫu thành nhân tử là hợp lý. A ta có thể viết thành gì? Thành căn A tất cả bình cộng với căn A nhân với căn B chia cho căn A cộng căn B. Từ đây chúng ta đặt nhân tử chung là căn A được căn A nhân với căn A cộng với căn B chia cho căn A cộng căn B. Và rút gọn căn A của căn B thì sẽ được bằng căn A. Bài 54. Rút gọn các biểu thức sau. Giả thiết biểu thức chữ chữ đều có nghĩa. Như vậy là chúng ta cứ thế làm thôi, không cần quan tâm đến cái điều kiện. Người ta coi như có nghĩa rồi. Phần A là 2 cộng căn 2 chia cho 1 cộng căn 2. Thì ở đây chúng ta quan tâm đến phương pháp mà chúng ta vừa làm ở phần D bài số 53. Đó là phân tích tử mẫu thành nhân tử để rút gọn. Ở đây 2 ta viết thành căn 2 tất cả bình cộng với căn 2 chia cho 1 cộng căn 2. Nhóm nhân tử chung căn 2 ra ngoài, trong còn căn 2 cộng 1 chia cho 1 cộng căn 2. Theo tính chất giao hoán thì căn 2 cộng 1 và 1 cộng căn 2 là giống nhau. Như vậy rút gọn đi sẽ được kết quả là căn 2. Ngoài ra thì ở trong ví dụ này chúng ta cũng có thể nhân cả tử với biểu thức liên hợp của mẫu. Tuy nhiên cách làm đó phức tạp hơn. Chúng ta nên chọn cái phương pháp thứ nhất. Tiếp là căn của 15 trừ đi căn 5 chia cho 1 trừ căn 3. Căn 15 thì ta viết ra được thành căn của 5 x 3 trừ đi căn 5 chia cho 1 trừ căn 3. Chúng ta nhóm nhân tử chung là căn 5 ra ngoài, bên trong sẽ còn căn 3 trừ 1. Ở dưới mẫu chúng ta thấy nó lại là 1 trừ căn 3, do đó ta đặt dấu âm ra ngoài để đổi dấu thành căn 3 trừ 1. Từ đây ta rút gọn căn 3 trừ 1 sẽ được bằng ơn căn 5. Phần C, 2 căn 3 trừ đi căn 6 chia cho căn 8 trừ đi 2. Với cách làm như trên thì chúng ta sẽ biến đổi như sau này. 2 căn 3 thì mình sẽ đưa vào thành là căn của 4 x 3 nhân căn 3 trừ đi căn 6. Chia ra mẫu, căn 8 thì thành 4 x 2 căn của 4 x 2 trừ đi 2. Đến đây ta có 4 x 3 bằng 12. 12 thì bằng căn 6 nhân căn 2. Do vậy mình đặt căn 6 ra ngoài, trong sẽ còn căn 2 trừ đi. Một. Chia cho cái này đưa ra ngoài, 4 đưa ra ngoài được 2. Như vậy sẽ được 2 căn 2 trừ 2. Chúng ta nhóm 2 ra ngoài, trong sẽ còn căn 2 trừ 1. Rút gọn căn 2 trừ 1 sẽ bằng căn 6 phần 2. Phần D, A trừ căn A trên 1 trừ căn A. A thì ta viết thành căn A tất cả bình trừ đi căn A
chia cho 1 trừ căn A. Đến đây ở trên tử chúng ta sẽ đặt nhân tử chung là căn A ra, thì trong còn căn A trừ 1. Ta thấy ở dưới mẫu là bị ngược dấu so với căn A trừ 1, do vậy ta đặt dấu trừ ra ngoài, bên trong sẽ còn là căn A trừ 1. Từ đó rút gọn đi căn A trừ 1 thì còn căn A trên âm 1, do đó bằng âm căn A. Phần E, P trừ 2 căn P chia cho căn P trừ 2. P ta viết thành gì? Bằng căn P tất cả bình phương trừ 2 căn P chia cho căn P trừ 2. Nhóm căn P ra ngoài thì ta thấy ở trong sẽ còn là căn P trừ 2 chia cho căn P trừ 2. Rút gọn căn P trừ 2 thì được căn P. Vậy qua bài tập này chúng ta thấy rằng là phương pháp phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử để rút gọn trong việc chụp căn thức ở mẫu thức là rất tuyệt vời. Chúng ta hãy nhớ pháp này để thường xuyên sử dụng trong quá trình giải toán. Bài số 55, phân tích đa thức sau thành nhân tử với ABC, A, B, X, Y là các số không âm. Chúng ta nhớ lại các phương pháp phân tích thành nhân tử mà chúng ta đã học từ lớp 8, đó là phương pháp đặt nhân tử chung, phương pháp 2 là dùng hàng đẳng thức, phương pháp 3 là nhóm nhiều hàng tử và phương pháp 4 là phối hợp các phương pháp. Ngoài ra thì nếu học toán nâng cao chúng ta còn rất nhiều pháp khác. Thì trong bài tập này chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp đó là nhóm các hàng tử. Chúng ta nhìn thấy có 4 hàng tử nhưng nó không có dạng hàng thức, vậy chắc chắn là cái nhóm hàng tử rồi. Thì ở đây ta nhìn vào đây thấy ngay AB và B căn A có nhân tử chung, vậy ta có thể nhóm theo cách này, đó là nhóm AB vào một nhóm cộng với B căn A, còn căn A cộng 1 chúng ta cho vào nhóm. Đến đây thì mình có thể đặt nhân tử chung được rồi, sẽ bằng bao nhiêu đây, sẽ bằng là B này, B căn A. Nhớ là A thì viết thành căn A tất cả bình, như vậy thì ngoài nhân tử chung là B thì có căn A nữa, trong sẽ còn là căn A cộng 1 cộng với căn A cộng 1. Đến đây chúng ta lại thấy căn A cộng 1 là chung, vậy ta nhóm ra ngoài và bên trong sẽ còn là B căn A cộng 1. Thì đó là cách nhóm thứ nhất trong bài này. Ngoài cách đó ra chúng ta có thể nhóm cách thứ hai. Thì ở đây ta có thể nhìn như sau này, ta có đây có căn A với căn A, vậy ta nhóm hai này với nhau và ở đây ta nhóm này. Ta có thể nhóm, nếu căn A, B căn A cộng căn A nhóm vào thì khi đó AB cộng 1 thì chúng ta không phân tích được, sẽ bị tắc. Do vậy ta có thể nhóm là AB với căn A nhóm thành một nhóm và B căn A cộng 1 sẽ nhóm thành một nhóm. A thì viết thành căn A tất cả bình, như vậy thì ta có thể nhóm cái ngoặc thứ nhất có căn A là chung được B căn A cộng với 1 cộng với B căn A cộng 1. Từ đây có B căn A cộng 1 là chung và nhóm ra sẽ được là bằng căn A cộng 1. Vậy ta nhìn kết quả này, hai cái vị trí của hai thừa số nó đảo cho nhau thì không ảnh hưởng gì cả, chúng ta vẫn ra kết quả đúng. Thì đó chính là cách giải thứ hai trong phần A này. Phần B, chúng ta cũng nhóm cách thích hợp. Ở đây thì bài này cũng có nhiều cách nhóm nhé, thì tôi hướng dẫn một cách. Ví dụ mình có thể nhóm nào, nhóm đây có x mũ 3, căn x mũ 3 và căn x bình y, vẫn có thể nhóm cái này. Ngoài ra nhóm cái này với nhau thì cũng là một cách, hoặc có bạn thì nhóm hai cái đầu với nhau thành hàng thức luôn cũng được. Thì chúng ta hãy thử nhé. Đầu tiên ta nhóm căn của x mũ 3 cộng với căn của x bình y là một nhóm. Thế còn trừ đi căn của y mũ 3 cộng với căn của x y bình là một nhóm. Căn x mũ 3 thì ta viết thành cái gì? Căn x mũ 3 này ta sẽ viết thành cái gì? Bằng căn của x bình nhân với x, hay nó khác bằng căn của x bình nhân căn x. Tương tự căn y mũ 3 thì sẽ bằng căn của y bình nhân căn y. Từ đây mình sẽ nhóm vào đây, nhóm căn x bình ra ngoài, trong sẽ còn là căn x cộng căn y trừ đi căn y bình ra ngoài,
nhân với căn y cộng với căn x. Đến đây chúng ta lại thấy là gì đây? Căn x cộng căn y là chung. Vậy ta nhóm ra là căn x cộng căn y. Bên trong sẽ còn gì? Căn của x bình trừ căn của y bình. Và ở đây chúng ta thấy chính là hằng đẳng thức. Do đó ta phải phân tích thành cái gì đây? Bằng căn x cộng căn y nhân với căn x cộng căn y và căn x trừ căn y. Do đó sẽ được thành là căn x cộng căn y tất cả bình nhân với căn x trừ căn y. Chúng ta hãy về nhà thực hiện một cách nhóm khác cho thầy nhé, để xem ra kết quả như thế nào. Thì chắc chắn sẽ cho kết quả như vậy, nhưng nó chỉ là cách làm khác thôi. Đó là ta nhóm luôn hai cái đầu với nhau thành hằng thức A mũ 3 trừ B mũ 3. Và hai cái này nhóm với nhau đặt nhân tử chung. Thì chúng ta hãy tự thực hiện cái cách này vào trong vở của mình. Bài số 56. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Thế muốn sắp xếp thì chúng ta có hai cách mà những giờ trước giáo đã nêu. Một là đưa thừa số vào trong dấu căn, hai là đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Tuy nhiên ở đây chúng ta nhìn thấy ngay các số 5, 6, 2, 9 và 2 đều không được ra ngoài dấu căn. Vậy thì chúng ta chỉ có một cách là đưa thừa số vào trong dấu căn mà thôi. Thì chúng ta đã biết cách đưa thừa số vào trong dấu căn rồi. Đó là gì? Với một số A mà lớn hơn 0 thì ta có là A căn B sẽ bằng căn của A bình phương nhân B. Đấy, chúng ta nhớ cái công thức này để làm toán nhé. Vậy ta sẽ đưa như sau này. 3 căn 5 sẽ bằng căn của 3 bình nhân 5 sẽ bằng căn của 3 bình là 9, 9 nhân 5 là 45. Tiếp 2 căn 6 sẽ bằng gì? Bằng căn của 2 bình phương nhân với 6. Như vậy sẽ bằng căn của bao nhiêu đây? Căn của 24. Căn 29 thì không phải làm gì. 4 căn 2 sẽ bằng căn của 4 bình phương nhân với 2. 4 bình là 16 nhân 2 bằng 32, vậy được căn 32. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần, với cái nào bé nhất sẽ là trước. Ta nhìn thấy ngay căn 24 là bé nhất vì căn 24 nhỏ hơn căn 32. Nhỏ hơn căn 2, xin lỗi, là ở đây chúng ta còn một cái căn 29 nữa, chúng ta không để ý. Vậy phải nhỏ hơn căn 29 đã. Đúng không? Xong mới đến căn 32. Nhỏ hơn căn 45. Do vậy, căn 24 chính là 2 căn 6 sẽ nhỏ hơn căn 29. Nhỏ hơn 32 chính là 4 căn 2. 4 căn 2 nhỏ hơn 3 căn 5. Phần B ta có này, 6 căn 2 thì bằng căn bậc 2 của 6 bình nhân 2. Như vậy bằng căn của 72. Căn 38 thì ở trong căn rồi, chúng ta không cần đưa nữa. 3 căn 7 bằng căn bậc 2 của 3 bình phương nhân 7. Vậy bằng 9 nhân 7 bằng 63. 2 căn 14 bằng căn bậc 2 của 2 bình nhân 14 bằng căn của 4 nhân 14, vậy bằng 56. Từ đây chúng ta sẽ so sánh số nào bé nhất đây. Đây 3 số này và số căn 38 nữa, vậy căn 38 là bé nhất vì căn 38 nhỏ hơn căn 56, nhỏ hơn căn 63, nhỏ hơn căn của 72. Nên ta suy ra là căn 38 sẽ nhỏ hơn 2 căn 14, nhỏ hơn 3 căn 7, nhỏ hơn 6 căn 2. Đấy. Chúng ta sẽ tìm tương ứng của cái số này so với cái đầu đấy nhé. Là xong. Bài số 57 làm bài tập trắc nghiệm. Chúng ta sẽ tiến hành giải công trình nhé. Đầu tiên ta phải đặt điều kiện. Ta có là 25x lớn bằng 0, tương đương x lớn bằng 0.
16 x lớn bằng 0 cũng tương đương x lớn bằng 0. Vậy điều kiện chung là x lớn bằng 0. Ta có này. Căn của 25 nhân x thì đưa ra ngoài bằng 5 căn x. Trừ đi 16 đưa ra ngoài thành 4, vậy 4 căn x bằng 9. Từ đây thì chúng ta được là 5 căn x trừ 4 căn x thì sẽ được là còn căn x bằng 9. Để so sánh hai căn bậc 2 này, chúng ta sẽ đưa số 9 vào trong căn. Ta có căn x bằng căn bậc 2 của 81. Do vậy được là x bằng 81. So sánh điều kiện x nữa bằng 0 thỏa mãn. Từ đó, chúng ta chọn đáp án là D. Ngoài cái này ra thì với những bài tập kinh nghiệm, thầy hướng dẫn chúng ta một cách mà chúng ta không cần phải giải phương trình vẫn giải được. Đầu tiên chúng ta ấn vào máy này, cái phương trình trên 25x trừ căn của 16x bằng 9. Đấy, đầu tiên ấn phương trình này nhá. Xong ta dùng lệnh cho thầy là shift son. Đây shift này. Shift này, son đây này. Son. Xong mình cho bất kỳ một giá trị nào của x miễn là x không âm nhá. Nhưng mà cho đừng to quá nó sẽ máy dò nâu. Ta cho khoảng độ 15 chẳng hạn bằng. Và ta sẽ đợi máy giải. Như vậy máy ra x bằng 81. Như vậy ta chọn luôn đáp án đi mà ta không cần phải thực hiện giải cái phương trình này. Thì đấy chính là ứng dụng của máy tính cầm tay. Nếu như làm trắc nghiệm thì đấy là một cách rất là hay. Như vậy thì nó đã chữa hết cho chúng ta toàn bộ các bài tập trong phần bài tập sẽ ở xoắn 7 cũng như là phần bài tập luyện tập. Các em hãy nhớ phương pháp giải của các bài toán này để chúng ta áp dụng vào những cái bài tập khác khi mà chúng ta gặp. Thì về nhà chúng ta sẽ làm bài tập ở trong sách bài tập trong xoắn 7 này. Nếu các em thấy hay, hãy đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè mình cùng học. Chúng ta thành công trong học tập và thi cử, đặc biệt trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông sắp tới. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta trong các tiết học tiếp theo.